Chào các bạn, video này để hướng dẫn mọi người cách để có thể đặt được lệnh cùng lúc, hai lệnh là lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lời cùng lúc nha. Bây giờ giả dụ ở đây mình có cặp dot USDT này, mình đã mua ví dụ 190 dot ở trên này rồi. Bây giờ mình muốn chốt lời, mình chốt lời ví dụ bây giờ mình chốt lời 10 20 dot đi. Với cái điểm chốt lời của mình là tại 30 đô thì các bạn chọn lệnh sell đúng không? Đây, các bạn chọn sell này. Các bạn chọn cái thể loại lệnh là OCO đấy. Bình thường thì mọi người hay để mặc định nó là limit đấy, nhưng mà bây giờ mình cách đặt này mình đặt lệnh là OCO đấy. Thì với lệnh OCO mình có 4 cái ô để điền đúng không? Cái ô đầu tiên chính là cái ô mà các bạn sẽ chốt lời. Bây giờ giá là 24.5, mình muốn chốt lời tại 30, mình gõ 30 vào đây. Được chưa? Lệnh tiếp theo ấy là cái điểm cắt lỗ, thì xuống 20 đô mình sẽ cắt lỗ. Đấy, mình sẽ điền hai cái ô này giống nhau là 20 đô. Và cái ô cuối cùng là điền cái khối lượng dot mà mình muốn cho cái lệnh này. Ví dụ mình chỗ lệnh này mình đặt là 10 dot đi. Đấy. Thì mình bấm lệnh 10 đây đúng không? Mình bấm sell dot. Đấy, confirm. Thì nó sẽ hiện lên cho mọi người ở dưới, mọi người thấy không? Là có hai cái lệnh chờ chưa được khớp. Lệnh thứ nhất là lệnh chốt lời 10 dot tại giá 30, và lệnh thứ hai là lệnh cắt lỗ 10 dot tại giá 20. Đó. Thì mọi người có thể dùng cái này để mình chốt chốt lời và cắt lỗ đúng không? Và mình có thể chia cái tổng khối lượng lệnh thành nhiều phần để mình chốt lời cắt lỗ tại các điểm khác nhau. Đấy, nó giúp các bạn có thể linh hoạt hơn trong cái việc đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ. Đấy, và cái này là nó cho mình cả hai lệnh này luôn cùng hiện một lúc. Đấy, không bị lỡ, không bị lỡ. Ví dụ các bạn nhiều khi các bạn chỉ đặt được mỗi cái lệnh mà cắt lỗ ấy, mà không đặt được lệnh chốt lời, thì đến khi mà nó pump mạnh lên cái điểm chốt lời mình không chốt được đó, mình lỡ mất cái phần chốt lời đó, thì cái lệnh này nó giúp cho bạn đặt cả hai lệnh cùng lúc luôn. Ok nha mọi người.